Cuộc đời mỗi chúng ta đều bắt đầu thành công bằng những điều khó khăn. Muốn lên đỉnh thành công là cả một chặng đường chông gai. Nhưng bạn đang lo lắng về mình có đạt đến thành công như mọi người đã từng đạt được. Thành công là một nội dung bao hàm rất nhiều khái niệm khác nhau và tùy thuộc vào quan điểm riêng của mỗi một con người. Thành công là phải hoàn thành mọi việc, có đôi khi bạn bị chi phối bởi thời gian và tiền bạc cản trở bạn. Và đôi khi ta tìm thấy được hướng đi riêng cho mình, hướng tới tạo ra mục tiêu cho chính mình. Hãy nghe những lời khuyên từ những chuyên gia, tham gia những khóa học về marketing, cố gắng suy nghĩ về hướng đi sắp tới, lập các kế hoạch cho mục tiêu chính mình, tham gia các hội thảo thành công của những doanh nhân nổi tiếng. Và thành công sẽ đến với bạn khi bạn đã cố gắng, đam mê, biết lập mục tiêu, chịu khó học hỏi. Thành công sẽ đến với bạn sớm hay muộn mà thôi. Bạn muốn thành công ngay lúc này thì hãy nhanh chân hành động. Bạn còn chờ gì nữa, hãy bắt đầu ngay. Nếu video hay hãy like và subscribe để xem những video tiếp theo. Tâm Video, truyền đam mê video cho mọi người.